Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Và đã rất lâu rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài speed test giữa hai sản phẩm Samsung Galaxy Z7 Pro, một trong những sản phẩm hot nhất của năm 2017 này. Và một sản phẩm thứ hai, một sản phẩm cũng mới ra mắt gần đây thôi, đó chính là chiếc Xiaomi Mi 5X. Có thể nói, nếu như các bạn xem cái cấu hình của nó khi mà mình đặt lên trên màn hình thì các bạn sẽ thấy là giữa Xiaomi Mi 5X và Samsung Galaxy Z7 Pro có một sự khác nhau rất rõ rệt về cái cấu hình. Tuy nhiên, đây lại là hai sản phẩm cùng trong một tầm giá. Xiaomi Mi 5X có giá là 5.990.000 đồng tại Hoàng Hà Mobile, còn Samsung Galaxy Z7 Pro có giá khoảng hơn 6 triệu. Ok, và như vậy thì đây là một trong hai những sản phẩm mà có lẽ là sẽ được rất là nhiều các bạn yêu thích công nghệ quan tâm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra được xem sản phẩm nào sẽ có cái hiệu năng tốt hơn để giúp cho các bạn có cái sự lựa chọn tốt nhất khi mà các bạn đang phân vân để mua giữa Xiaomi Mi 5X, một trong những sản phẩm có dual camera, và Samsung Galaxy Z7 Pro, đó, một trong những sản phẩm đang rất hot hiện nay. Ok, và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với bài speed test, và đầu tiên thì mình sẽ khởi động lại hai cái máy này. Ok, và bây giờ thì các bạn sẽ cùng nhau xem cái cấu hình của Z7 Pro và Xiaomi Mi 5X ở trên màn hình. Mình sẽ để nó ở bên trên, và bây giờ hai máy này đang khởi động lại, chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem. Và như vậy là vừa rồi các bạn có thể thấy là chiếc Xiaomi Mi 5X đã khởi động nhanh hơn Z7 Pro rồi. Ok, và như vậy là chiếc Z7 Pro và Xiaomi Mi 5X đã cùng nhau khởi động xong. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là hai máy này có cùng bắt một Wi-Fi hay không. Ok, đây đang cùng một Wi-Fi YouTube. Xem ứng dụng chạy nền, mình sẽ bỏ hết tất cả các ứng dụng chạy nền đi. Rồi. Và như vậy là hai máy này đã cùng bắt một Wi-Fi và không có cái ứng dụng nào chạy nền. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với bài speed test. Trong cái bài speed test này chúng ta sẽ có 10 game và ứng dụng nhá. Bắt đầu nhá. Đầu tiên là AnTuTu. Nhiều. Chúng ta có thể thấy là màn hình của Z7 Pro nó sáng hơn rất là nhiều so với chiếc Xiaomi, mặc dù mình đã kéo gần như là mắc cái độ sáng rồi. Và cái điểm AnTuTu của Z7 Pro nó thấp hơn rất nhiều so với cả Xiaomi Mi 5X. Không biết là liệu có làm nên trò trống gì hay không. Đến Instagram. Rồi, gần như tương đồng. Tiếp theo là Google Chrome. Sẽ cùng nhau bắt Hoàng Hà Mobile đi. Đó. Chúng ta sẽ đến với YouTube. Rồi, bây giờ chúng ta xem clip đầu tiên này. Và bị chặn. Nào ra. Đó. Rồi, tiếp theo Fruit Ninja. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả các tựa game nhé. Fruit Ninja này. Wow. Ok, và trong cái tựa game đầu tiên này chúng ta có thể thấy là hai cái máy này đã vào cùng nhau. Tiếp theo Dumb Way to Die 2. Các bạn có thể thấy là màn hình của Z7 Pro nó sáng và nó xanh, trông nó tươi rất là nhiều so với cả chiếc Xiaomi Mi 5X. Và như vậy là chiếc Z7 Pro vừa mới chiến thắng Xiaomi Mi 5X trong game tựa game Dumb Way to Die 2. Tiếp theo chúng ta đến với Temple Run 2. Wow. Bây giờ thì sức mạnh vượt trội của Xiaomi Mi 5X đã được thể hiện. Vào nhanh hơn rất nhiều. Và thậm chí có khi là đợi Z7 Pro chắc phải mất một lúc lâu. Ok. Rồi, chúng ta sẽ start ra. Tiếp theo, chúng ta đến với tựa game Subway Surf. Z7 Pro tiếp tục chuyển cảnh chậm hơn so với Xiaomi Mi 5X. Và Xiaomi Mi 5X vừa mới dẫn, bây giờ cả hai máy đang cân bằng nhau. Và như vậy là chúng ta có thể thấy là Xiaomi Mi 5X đã vào nhanh hơn Z7 Pro khoảng 4 giây. Ok. Rồi, chúng ta đến với một tựa game khá là nặng, Alpha 8. Úi xời. Về cá nhân mình thì mình thấy mình thích cái màn hình của Z7 Pro hơn là so với Xiaomi Mi 5X.
Wow, như vậy là các bạn có thể thấy là Z7 Pro mặc dù đã load game chậm hơn nhưng mà lại vào game nhanh hơn. Rất là thú vị, bây giờ chúng ta sẽ vào để xem là cái nào load map nhanh hơn nhá. Nào, ôi, quảng cáo. Ok, và như vậy là Z7 Pro đã load game nhanh hơn so với cả Xiaomi Mi 5X. Không hiểu là cái cấu hình tương đối mạnh của Mi 5X tại sao nó lại gặp phải những cái vấn đề như thế này. Rồi, có thể là một cái lý do nào đó chăng. Ra đến với cái game cuối cùng Modern Combat 5. Hy vọng là Xiaomi Mi 5X sẽ thể hiện được cái sự vượt trội của mình khi mà nó đến với cái phần đa nhiệm. Mình vẫn tin là đa nhiệm của Mi 5X có vẻ sẽ mạnh hơn, bởi vì là RAM của nó rất là cao, RAM 4GB. Ok. Và các bạn có thể thấy là Z7 Pro Z7 Pro đã vào game nhanh hơn, tuy nhiên là lại có phần cập nhật. Cho nên là cái này chúng ta tạm thời bỏ qua. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả cái phần chạy đa nhiệm của cả hai máy này để xem là khả năng đa nhiệm của chúng nó như thế nào. Đó, đấy. Đây là tất cả này. Đây, tất cả đúng không? Ok, bây giờ chúng ta đến phần đa nhiệm nhé. Rồi, cả hai máy đều phải lốt lại. YouTube nào. Z7 Pro vẫn còn nguyên. Fruit Ninja đều phải lốt lại hết. Dumb Way to Die 2. Ok, vẫn phải lốt lại. Tiếp theo là Temple Run 2. Xem nào. Ok, để phải lốt lại. Subway Surf để phải lốt lại rồi. Tiếp theo là Alpha 8. Alpha 8 cũng vậy. Modern Combat 5. Ok. Và các bạn thân mến, và như vậy là chúng ta vừa mới đi qua xong cái bài đa nhiệm của hai máy này. Và nhận xét một chút về cái đa nhiệm, mình thấy là cả hai máy này đều có sự tương đồng nhau với cái đa nhiệm, tức là cả Z7 Pro lẫn Xiaomi Mi 5X nó đều có cái khả năng xử lý đa nhiệm khá là kém. Theo mình nhận xét là khá là kém, bởi vì tất cả các cái game ở trong này hầu như đều phải lốt lại hết, thậm chí cả YouTube thì Z7 Pro không phải lốt lại thôi. Và tuy nhiên thì Mi 5X thì không hề thể hiện cái sự vượt trội của mình trong cái phần đa nhiệm của nó. Và ok, như vậy là chúng ta vừa mới đến với một cái bài speed test nhỏ nhỏ giữa Samsung Galaxy Z7 Pro và Xiaomi Mi 5X, một trong những sản phẩm có dual camera đang rất là hot hiện nay. Ok, và để giúp các bạn có một cái nhìn mới hơn về hai cái sản phẩm này, cũng như là có thể lựa chọn được tốt nhất khi mà phân vân mua hai cái sản phẩm này tại Hoàng Hà Mobile. Và hiện tại thì hai sản phẩm này đều đang có sẵn tại Hoàng Hà Mobile, và các bạn hãy đến ngay để có thể dinh được em nó về nhá. Ok, còn ý kiến của các bạn như thế nào về hai sản phẩm này hãy cùng comment ở phía bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Hà Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.